Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị, thưa các bạn, tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, Thanh Hóa đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 7.958 người với 8.215 lượt xét nghiệm Đối tượng được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 là những người nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 như các trường hợp nghi nhiễm, trường hợp tiếp xúc F1, F2 với các bệnh nhân nhiễm COVID-19, các trường hợp liên quan đến các ổ dịch, các điểm dịch trong cả nước theo thông báo của Bộ Y tế và một số trường hợp nguy cơ khác. Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các địa phương đơn vị mở rộng đối tượng xét nghiệm để chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả trong đó yêu cầu các bệnh viện chủ động tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ngẫu nhiên theo định kỳ cho nhân viên y tế làm việc tại các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao như nhân viên y tế làm việc ở khu vực sàng lọc, phân luồng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên đối với người chịu ảnh hưởng nặng khi nhiễm COVID-19 như người bệnh tại khoa cấp cứu, hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, chuyển nhiễm. Đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát tại Thanh Hóa đã ghi nhận một ca mắc Covid-19 có lịch sử di chuyển tiếp xúc nhiều. Bên cạnh đó, người Thanh Hóa sinh sống và làm việc tại các tỉnh ngoài rất đông, trong khi số địa phương có số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ngày càng gia tăng. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập lây lan là rất lớn. Sau đó, các địa phương trong tỉnh đã nâng cao cấp độ phòng chống dịch Covid-19. Liên quan đến ca mắc Covid-19 số 3091 tại thành phố Thanh Hóa, đến nay tình hình đã được kiểm soát. Các trường hợp liên quan đến các ổ dịch, điểm dịch trong cả nước cũng đã được truy vết cách ly, giám sát kịp thời. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập lây lan vẫn hiện hữu bởi sự giao thương giữa Thanh Hóa với các tỉnh thành phố khác trong cả nước rất lớn. Tình trạng nhập cảnh trái phép qua đường bộ, đường biển vẫn phức tạp. Ngoài ra, không loại trừ nguy cơ nguồn bệnh trong cộng đồng chưa được phát hiện. Do đó, các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần cảnh giác ở mức cao nhất. Dự báo diễn biến dịch COVID-19 thời gian tới sẽ còn rất phức tạp. Do vậy các địa phương đơn vị trong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện triệt để việc ngăn chặn dịch từ bên ngoài, thực hiện nghiêm quy định về cách ly phòng chống dịch, tăng cường giám sát, xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm. Đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho các kịch bản đáp ứng các tình huống dịch có thể xảy ra. Sau đây là những thông tin về tình hình dịch và công tác phòng chống dịch COVID-19 ở các tỉnh thành trên cả nước. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu tất cả doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 100% công nhân. Thời gian lấy mẫu hoàn thành trước 24 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2021. Từ ngày 18 tháng 5, nếu doanh nghiệp nào chưa hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sẽ xem xét đến phương án yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa trục xuất 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đợt trục xuất thứ hai từ đầu năm 2021 đến nay. Bước đầu những người này khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía Bắc thông qua một số người Việt Nam môi giới tổ chức. Sau đó, họ theo xe khách di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, mục đích là tìm việc làm hoặc chờ xuất cảnh sang làm việc tại Campuchia. Tối qua, Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đối với Đào Duy Tùng sinh năm 1989 ở xã Đức Chính, huyện Cẩm Giang. Tùng đã xuất cảnh trái phép sang Lào rồi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị mắc COVID-19. Khi làm việc với cơ quan công an, Đào Duy Tùng đã khai báo quanh co gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra truy vết những người liên quan. Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa là một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng. Hiện tỉnh Thanh Hóa đang phát huy tiềm năng lợi thế, thực hiện nhiều giải pháp để thu hút đầu tư vào công nghiệp năng lượng, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng quốc gia, tỉnh Thanh Hóa đang kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện giai đoạn 2 dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, đầu tư xây dựng tổng kho dầu thô. Đồng thời đề xuất quy hoạch thêm tổng dung lượng khoảng 20.171 MW các dự án nguồn điện. Trong đó, ưu tiên thu hút các dự án năng lượng tái tạo, điện sinh khối, dự án điện khí nhằm đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia với tổng công suất nguồn điện quy hoạch trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 đạt trên 23.415 MW. Tổng nguồn vốn thu hút đầu tư cho các dự án nguồn điện đã quy hoạch và đề nghị quy hoạch phát triển giai đoạn 2020-2030 của tỉnh đạt khoảng 17 tỷ đô la Mỹ. Cùng với triển vọng về việc triển khai giai đoạn 2 của dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm năng lượng lớn của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Sáng nay 14 tháng 5, tại Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa, Hội đồng tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu theo thủ tục hành chính đã tiến hành tiêu hủy 171 mặt hàng với hàng chục ngàn sản phẩm. Các mặt hàng tiêu hủy bao gồm rượu ngoại nhập lậu các loại, thuốc lá nhập lậu các loại, sản phẩm hóa mỹ phẩm các loại, bánh kẹo, dầu ăn, quần áo, giày dép và hàng nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu. Việc tiêu hủy được diễn ra công khai đúng quy định dưới sự chứng kiến của các ban ngành chức năng phương pháp tiêu hủy, làng nghiền nát, sau đó trôn lấp hoặc đốt tại bãi rác. Đây là các mặt hàng vi phạm hành chính bị tịch thu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán vừa qua. Thực hiện kế hoạch cắt điện để thí nghiệm định kỳ hè năm 2021, Điện lực Thành phố Thanh Hóa thông báo ngừng cung cấp điện đối với các phụ tải khu vực Thành phố Thanh Hóa, thời gian, địa điểm cụ thể như sau: Ngày 15 tháng 5 năm 2021, cắt điện từ 4 giờ đến 14 giờ 30 phút với các phố sau mặt bằng 1905 6275 Nam Ngạn, tập đoàn miền Trung, khu Âu Thuyền, Ủy ban nhân dân phường Đông Hương, Nguyễn Tĩnh, đường Hàm Nghi từ ngã ba Ba Tân đến Âu Thuyền, Xuân Minh, khu Tiền Phong, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, mặt bằng 1876 Đông Hương, mặt bằng 1876 Bình Minh, mặt bằng 34 Bình Minh, khu Tân Long 2, nhà máy nước Hàm Rồng, nhà máy nước vùng Đồng Trẹt, Trần Khắc Chân, công ty Minh Tuấn, đường Duy Tân từ cầu Canh Vinh đến Âu Thuyền, công ty bao bì Phú Sơn, giấy Mục Sơn, tập đoàn ABC, công ty Tùng Phương, Mai Linh Taxi, si, phòng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, bệnh viện Thanh Hà, trung tâm y tế dự phòng, bến xe phía Bắc, công ty điện tử Bình Minh, Nguyễn Phi Hùng, Mai Phương Hoa, công ty đá ốp lát tự lập, công ty công trình giao thông 1, công ty xây dựng Tiến Đạt, Khánh Phượng, công ty Phú Hùng, công ty Chiến Dũng, công ty Thảo Hà, công ty trách nhiệm hoạn Pion, Lương Phi Hùng, xẻ đá là nghề, kiểm lâm vùng 2, Bao Bì Hùng Vương, Công ty Mạnh Linh, Xe Đá Thanh Nghệ, Công ty Minh Tuấn, Cao Sơn, Trường Chính trị, Khu tập thể Trường Chính trị, Khu vực Vệ Yên, Bố Đại, Khu tập thể Bệnh viện tỉnh, Hải Thượng Lãn Ông, Khu phố Giữa, Bệnh viện tỉnh, Trạm biến áp 35 kV. Ngày 15 tháng 5 năm 2021, từ 4 giờ đến 8 giờ 30 phút với các phố sau. Siêu thị Nguyễn Kim, Vinaconex, Siêu thị Sông Đà, Lê Hữu Lập, Lê Thị Hoa, Hàng Đường, Đường Lê Hoàn từ Hiệu Sách đến Đường Hàng Than, Cao Thắng Cụt, khách sạn Thanh Thủy, bưu điện tỉnh, viễn thông Thanh Hóa, khách sạn Phượng Hoàng, bảo hiểm thành phố Thanh Hóa, Nguyễn Du, khu chợ vườn hoa, hàng đồng, đường Trần Phú từ bưu điện đến hàng than phía đông, ngân hàng BIDV, sở tư pháp, thư viện tỉnh, sở giao thông, ngân hàng chính sách, tòa nhà dầu khí. Ngày 16 tháng 5 năm 2021 từ 5 giờ đến 14 giờ 30 phút với các phố sau: đường Lê Thế Long, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hàn Thuyên, Hà Văn Mao, đường Nguyễn Trãi từ đèn đỏ Trần Phú đến đường Lê Hồng Phong, cửa tả Minh Khai, khu cơ quan liên sở Lê Hồng Phong, nhà khách Hàn Thuyên. Vậy điện lực thành phố Thanh Hóa thông báo để khách hàng sử dụng điện trong khu vực được biết điện bố trí sản xuất và sinh hoạt. Mọi chi tiết cụ thể đề nghị quý khách hàng liên lạc qua số máy điện thoại 02372838999. Bản tin 18 giờ 30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam 7 đối tượng thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá AIC Việt Nam về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, các bị can đã có các vi phạm trong đấu thầu trong việc mua sắm vật tư hóa chất thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ phó chỉ huy trưởng ban chế quân sự phường 11 quận 3 cùng 5 người khác đi điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trước đó, công an quận 3 bắt quả tang ông này cùng một số người khác đang đánh bà ăn tiền bằng hình thức binh sập sám tại căn nhà phường 11. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 86 triệu đồng, 3 hột xí ngầu, 4 bộ bài tay. Hiện cán bộ phường này đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Bản, chú tại thôn Điềm Khê, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, số tiền hơn 200 triệu đồng và buộc tiêu hủy tăng vật vi phạm có trị giá trên 1,4 tỷ đồng. Trước đó, lực lượng chức năng Ninh Bình kiểm tra đột xuất kho chứa hàng giả hàng nhái có diện tích khoảng 1.000m2 của ông Trần Văn Bản, phát hiện một lượng lớn các sản phẩm gia dụng, dân dụng, mỹ phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18 giờ 30 gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.